Rồi, chào buổi sáng mọi người. Mình mới quay về sau khi một chuyến đi du lịch 2 tuần. Ăn chất thờ để nó thấy mình về, nó cứ theo mình chắc đòi đồ ăn. Đó. Thì sau 2 ngày, 2 tuần đi vacation, mình set up, mình sắp đặt mọi cái trước khi đi. Mình có cỏ, không ai ở nhà đó, mình đi mình không ai ở nhà đó. Mình có cỏ mình để đây, mua cỏ để đây. Bên Mỹ này thì tùy nơi, cái vùng mình ở, cái nhà mình ở thì không có cỏ. Cỏ trên đồi đầy, nhưng mà cái loại cỏ này không phải là cỏ cho rùa. Mình phải mua cái loại cỏ mà cho thỏ, cho rùa. Đây là con này, con đực này. Nó đi lang thang, nó đi kiếm đồ ăn đó. Thì khi mình đi thì mình có set up cái bịch, cái thùng đồ ăn này của nó ở đây. Thì cái thùng đồ ăn này thì mình có set up cái dạng mà đi xa xong mình bấm máy thì nó tự nó rớt đồ ăn ra. Nó rớt ngay chỗ dưới cái chỗ rùa đó, nó nằm đó. Nó rớt ra thì nó tự động ăn. Đây, bịch đồ ăn này gần hết rồi. Thì cái thùng đồ ăn này mình bấm máy thì nó nối với lại cái mạng không có wifi á. Mình bấm máy thì nó quay, nó rớt đồ ăn ra. Khi mình đi với lại mình có để cái camera này. Có để camera đây này. Thì khi mình đi bên kia một cái camera để coi con rùa bên kia, còn bên này là coi cái phần phía bên này. Thì khi mình đi mình coi cái camera thì thấy nó cũng ok. Thì mình bấm máy thì đồ ăn rớt ra được, có nước, cái thùng nước này nè. Đây, thùng nước đây. Nước thì vẫn còn, nước thì dơ tí mình phải thay. Đó, nước đó. Thì nước cũng gần hết rồi, nhưng mà cái thùng này mình chế. Tại vì cái thùng này mình tận dụng cái thùng với cái này mình cắt ra mình chế, thì cái nước nó uống hết từ đâu thì nước nó chảy này bấy nhiêu, bao nhiêu từ đó. Cái chỗ này thì nó trời bên này nó nóng nên cái chỗ kia có nước mà giờ nó khô hết rồi. Đó, như vậy đó. Đây, con rùa này cứ bám, giờ nó đói rồi. Thì nó phá này, cái này mình để dưới nãy. Mà nó khỏe, nó đập bể cái này luôn. Đó, con kia cũng đi vòng vòng. Đói rồi, 2 tuần mà mình có cho ăn nhưng mà mình không có ở nhà nên mình không có cho ăn giống như ở nhà. Mình emergency cho khẩn cấp cho nó ăn cỏ kia. Cỏ đó, còn đây, 2 con này cứ bám theo này đó. Bên Cali này thì vùng mình ở thì không khí nó là không khí lạnh thôi. Không phải không khí lạnh mà không khí nó mùa hè thì nóng khô. Mùa đông thì lạnh khô. Độ ẩm không có nhiều. Đó, mình xoa nó thì nó trọng người lên, nó cứ xoay đây này. Con này giờ lớn lắm mà, mùa hè nó mấy con rùa này là rùa, nó gọi rùa sa mạc. Những cái giống rùa sa mạc này nó chịu nóng. Nó chịu nóng giỏi lắm, nó đào lỗ sâu. Mình thì để cái chuồng đó, cái chuồng đó là cái chuồng chó mà nó giữ nhiệt tốt nên mình chế ra làm chuồng cho nó ở. Thì 3 con nó chui ở đấy. Đây là đây. Về thấy đùa đó. Nó thấy mình tới, nó bám vào người mình, tại vì nó biết là mình bao giờ mình tới mình cũng cho nó ăn. Con này giờ lớn lắm rồi, thấy không? Nhìn thấy bàn tay mình không? Con này bữa trước mình cân cách đây mấy tháng á. Cứ bám theo, nó dí vào chân mình. Nó cứ dí theo chân mình tại vì nó biết mình mỗi lần ra đây là cho nó ăn mà. Thì nó đang đợi đồ ăn thôi. Để tí đi lấy đồ ăn về cho nó ăn. Con đấy là con cái. Bữa trước thì thấy con đực nó nhảy con cái đó thì con cái đó chắc là có bầu đấy mà chưa biết lúc nào nó đẻ thôi. Mình cũng chưa biết là nó mang trứng bao lâu thì có, không biết. Để coi lần đầu mà. Nên theo dõi nó coi. Xem nó có đào lỗ, bình thường nó hay đào lỗ mấy cái vùng đất ấy, nó đẻ xuống nó lỗ đất trong nó vùi xuống. Thì hôm nay mình về tối khuya ngày hôm qua mình về. Nên hôm nay mới ngủ dậy, bây giờ cũng gần buổi trưa rồi. Mai đi làm lại đây. Cho nên ok. Có lẽ mình đi thì mình set up hết mọi cái nên cũng có camera ngó, đi chơi có cái camera trên ngó nó. Bây giờ nó về thấy nó cũng ok.
Mấy giống rùa này thì nó nhịn đói cũng giỏi lắm, nhưng mà mình bây giờ mình cũng cho nó ăn rồi, có để cái bịch cỏ kia thì nó ăn bao nhiêu nó ăn. Đây hai con vẫn hòa thuận yêu thương nhau đó. Chứ còn bên kia cái con đực bên kia thì nó qua bên này nó đánh con đực bên này. Con kia to lắm. Còn hai con này là như bữa trước mình cân là bây giờ chưa cân lại, con kia bữa trước mình cân là bao nhiêu nhỉ? 37 hay là 36 và 7 pound. Bây giờ chắc là gần 40 pound quá. 40 pound là khoảng cái chừng bao nhiêu ký? 40 pound chắc khoảng 2 ký mấy. Bữa qua còn 18 19 ký đó. Đoán vậy. Còn con kia là hồi xưa mình cân đúng không? Con này cân ba mấy tao. Con kia cắt được 4 5 tháng cân là 30 pound hả? 30 pound là cứ cho 15 ký đi. Thì con kia khoảng 15 ký, con này khoảng 19 20 ký. Còn con nhỏ này nói nhỏ chứ nó cũng lớn lắm. Còn đây con này. Con này bữa trước cân 18 ký. Thì cái đầu này, con này sao nó có cái vảy, nó lột cái vảy nữa đó. Không ai thấy không? Trên cái đỉnh đầu nó có. Trên cái đầu như tức là khỏe. Đây, lột cái da đầu ra, nó có cái da đó. Con này thì hồi trước cân 18, 19 pound thì khoảng cái chừng 9, 10 ký. Cái này nó về, cái vảy. Kệ, từ từ. Không cho mình được vào nó. Đó, từ đây. Cái này em cái này thì không biết có bầu chưa, không biết. Còn con cái kia thì có bầu. Rồi đây bên cái hồ cá bên này. Hồ cá bên này mình đi mình cũng cho nó ăn. Cá coi nó cũng nhịn đồ ăn. Nó cũng nhịn ăn giỏi lắm. Cá coi. Nước thì hơi đục. Giờ mình chưa có thay nước, chưa có thay rửa filter. Đó. Mình có cái camera ở trước kia kìa. Cho nên nó có cái camera. Cái máy quay phim á, mình đi mình coi. Rồi đây nó có cái đồ mình cho nó ăn. Cái đồ mình cho nó ăn. Mình bấm máy thì đồ ăn nó rớt ra. Bấm máy nó có cái wifi điện nữa. Rồi mình bấm, mình chế ra. Cái này mình chế hết á. Chứ mua mấy cái khác mình không thích. Mình làm mình chế cho nó fun nữa mà. Mua cho vui thôi. Nên mình chế cho nó. Cái thói mình thích chế với bẩn nó khác. Bấm máy thì nó ra đồ ăn, mình tốp máy thì nó tốp đồ ăn. Thì đi công tác hay đi đâu, đi xa nhà thì mình không lo cả mình đói. Mình có cam, có máy quay phim mình ngó, rồi mình bấm máy cho đồ ăn nó rớt ra nó ăn thôi. Thì chỉ cho ăn thôi chứ không có gì hết. Đã coi mà. Cái con này giờ lớn quá rồi trời. Con vàng này, con vàng lớn. Cái con kia cũng lớn. Thì cái hồ cá này không sao. Còn bên này cái hồ cá bên này đấy, hồ cá bên này, cá bên này cũng có cái máy, cũng có máy camera quay mình cũng coi, nhưng mà cái bên này thì đồ ăn nó là mình cho nó cái đồ ăn là mình set up, cái mình để cái tự động nó rớt đồ ăn ra. Mà cái này không tin tưởng lắm, không tin tưởng tại vì không biết là nó có rớt đồ ăn hay không. Bên này thì cá bên này thì nó nhỏ hơn. Chắc không biết mình không có chăm bên này. Nước hơi đục, nước hơi dơ. Chắc mình phải làm lại cái filter rửa cái đồ lọc kìa, cái thùng lọc á. Rửa cái kia hai thùng, lâu lắm rồi chưa có lim, chưa có rửa hai cái thùng. Còn mấy cái khác ok, cái cây cối thì hơi... Cái cây này nha. Mình trồng mấy cây rau này tính là cho con rùa ăn nè, mà nó phát triển quá thì không biết sao. Mà rùa mình lại không thích ăn mấy cái này, nhưng mà cái cây này cho rùa ăn được. Cái này cây thang long này. Thang long năm nay ra nhiều trái nè. Và nhiều trái mà không biết là trái nó có lớn được hay không. Thang long đỏ. Thang long đỏ. Còn cây này cái mắng cầu này. Cái mắng cầu này thì buổi trước mình lấy cái nước hồ cá nó có muối mình tưới thì nó muốn chết thì giờ nó lại sống lại. Vừa chết đây. Tưới nước hồ cá, nước mặn quá. Cây chết quá trời cây. Chết mất một cây bơ. Cây bên kia cái ổi. Cái này là cái đào. Cái đào lông có mấy trái. Không biết sao nó không ra nhiều trái.
thì có vài trái này trồng cho nó mát thôi chứ ăn uống gì, ăn thì ra chợ mua. Ở trên này có vài trái trên này, đào lông thì ít trái, không biết nữa. Trồng cho nó mát đi cái vùng cho con đùa. À, trên này thì cái đồi này nó không có gì hết. Trên đồi của cái có trồng ổi ra, mà ổi trồng cho nó giữ cái đất cho nó khỏi bị chùi đất thôi. Chứ mấy cái kiểu này không tưới nước nên cây nó nhỏ mà trái nó lèo tèo không có trái. Có cái xoài trái nhí nhí, cái xoài của người Philippines chứ không phải của xoài Việt Nam. Cây chanh đó thì mình đây mình có cái camera mà hư rồi chưa sửa được, vậy thôi. Mấy anh rùa chắc gì đi mua ít đồ ăn với lại lấy rau. Cái thằng Long ra quá trời ốc, thằng Long ra quá trời trái. Mấy cái này nó hư rồi, cái bông này nó hư, dục đi. Trái quá trời, mà không biết là trái lớn hay trái nhỏ. Thường thường là mình nó không có chăm, không có tưới nước, không tưới nước nên trái nó cũng nhỏ lắm. Bên kia có cây mận năm nay tỉa thấy cũng lớn lớn. Cái cây sambache sao trồng gần chục năm mà chưa có trái, vậy thôi. Con đùa lớn rồi nó trốn ở đâu, nó thấy mình nó chạy trốn rồi. Ok rồi, bye mọi người.